Hình thành từ vùng đầm lầy rậm cỏ đã được người Lệ Mật khai phá đầu tiên, vùng đất nổi tiếng với thức tha đường liễu quanh các dinh thự của hoàng tử, công chúa. Cái tên Liễu Gia Trại gắn với câu đối cổ Đông Hòe Tây Liễu, nghĩa là Đông Thành trồng hòe, Tây Thành trồng liễu. Đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa vật thể nổi trội nhất của Hà Nội, Liễu Gia xưa còn lại một quần thể di sản kiến trúc cổ, đình đền phía trong ngõ 343 Đội Cấn. Đình Liễu Sai xây trên một khu đất cao hướng Tây Nam. Đây là hướng hợp quy luật âm dương để thần yên vị mà ban phúc cho dân. Một không gian huyền bí mở ra dưới tán lá cây rậm rạp trước sân đình. Một điều kỳ lạ là rễ cây đa già vòng sang vẫn viết như cùng thân cành với cây sấu cổ thụ bên kia sân đình. Hai lão cây đã dựa vào nhau, vượt qua bao gió bão, che mát nơi trú ngụ của thần linh và là bóng mát tâm linh cho con người trần thế. Đình Liễu Sai là nơi ghi dấu ấn khá rõ của truyền thuyết 13 làng trại, nơi thờ thành hoàng là Đức Thánh Lệ Mật. Nét độc đáo của sự tích ông Hoàng Lệ Mật là có cả ngày sinh, ngày hóa, cả tên cha, tên mẹ. Đình Liễu Sai sau nhiều lần tu sửa vẫn giữ được những nét cơ bản của kiến trúc nghệ thuật dân gian thời hậu Lê. Nét nổi bật của di tích đình là nghệ thuật chạm khắc hình rồng chủ đạo trên cửa võng, trên hương án, sập thờ tại gian tiền tế, nơi diễn ra các nghi lễ phụng thờ thành hoàng. Chính giữa hậu cung là ban thờ thành hoàng mặc áo long bào, đặt trong khám thờ chạm rồng trên bệ cao. Đình hiện còn lưu giữ hai sắc phong vua ban. Đây cũng chính là nguồn tư liệu quý về lịch sử văn hóa, nghệ thuật trang trí mà thư pháp dưới vương triều quân chủ thể hiện một chính sách đối nội trong quản lý và tạo điều kiện bảo vệ di sản văn hóa. Cụm di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật bao gồm cả đền Liễu Sai, thờ Ngọc Nương Thủy Tinh công chúa, vì nữ thần có công âm phù vua Trần đánh thắng giặc Nguyên, cùng hệ thống tín ngưỡng thờ mẫu. Ao trước đình nay chỉ còn lại một bể nước có hòn non bộ, theo thuật phong thủy là trấn cho sự bình yên của làng. Di tích còn có nét hiện đại là nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh, vị anh hùng dân tộc trong thế kỷ 20, và hệ thống bia ghi tên những người có công đức xây di tích. Điều đó làm gia tăng giá trị mới cho cụm di tích, một di sản văn hóa vật thể Thăng Long Hà Nội. Làng Liễu Sai xưa nghèo, ít ruộng, ít dân, nên việc đóng góp tu bổ các công trình kiến trúc không dễ. Làng không có chùa, dân phải đi lễ chùa làng khác. Đình đền Liễu Sai đẹp đẽ bây giờ mà từng nét chạm khắc tót lên tấm lòng hướng tới mai sau, bất chấp mọi gian nan thử thách của các thế hệ tiền bối ở làng cổ Liễu Sai, đã chất chiêu công sức để lại cho Hà Nội cả một di tích nghệ thuật vô giá. Đó không chỉ là dấu ấn, chứng tích của văn hóa làng xã, mà còn là di sản, sức mạnh tinh thần vô tận cho muôn đời.